Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hiện tại là mình đã làm tới nhiệm vụ thứ 8 và bây giờ mình sẽ quay cái nhiệm vụ thứ 8. Và cái nhiệm vụ này khá là khó và cần là các bạn phải tập trung hơn, tại vì có nhiều nó sẽ thay đổi, nó sẽ tùy cơ ứng biến nhiều hơn là so với các bạn đi theo cái hướng, tại nhiều lúc nó sẽ không như mình nói. Cho nên kỳ này mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn hơn. Ok, và mình vô luôn nha. When you mix fuel, metal oxide and metal powder in just the right way, it burns at 2000 degrees Celsius. Hot enough to cut through nearly any barrier known to man. Throw some C4 into the mix, and you've got one hell of a combination. Due to the heavily fortified nature of this location, we have very limited intel. You need to recon the site to find an insertion point. Locate the hostage and plot a path to the target. Thermite is equipped with a brimstone, an exothermic charge that can cut through metal, granting you access through heavily fortified walls and floors. Ok, và chúng ta sẽ sử dụng control này để đột nhập vô bên trong. Nhưng mà sẽ có một cái vấn đề như là các bạn mà muốn không bị phát hiện á, hoàn toàn các bạn có thể đi đường sâu. Nhưng mà mình đi đường này thì nó nhanh hơn. Tuy nhiên cái thằng kia nó sẽ lâu lâu nó sẽ phát hiện ra bạn. Nhưng hôm sau nếu các bạn bị phát hiện cũng chả sao, tại vì lát hồi nó cũng quay trở lại ngay chỗ ban đầu mà thôi. Nó cũng không có di chuyển đâu là nhiều. Và vấn đề là nó có di chuyển hay không thì các bạn cũng không có giết nó ở đó. Và nó cũng lát không có chạy lên cái phòng này. Các bạn hãy nhớ cái phòng này ha. Rồi ra đây, tại con tin nó nằm ở đây. Đó, thằng này nó sẽ có cái khiên. Và thằng này sẽ không có. Thằng này trước mặt mình đây. Và các bạn cứ để control ở đây. Tại nếu mà thằng này, cái thằng bên đây nè, nó mà không có khiên thì thường là thằng này sẽ có khiên. Nó sẽ khó bắn hơn một tí nhưng không sao cả. Tại vấn đề là chúng ta chỉ cần giải quyết một cách rất là dễ dàng. Nếu như bạn nào theo dõi rất là kỹ. Và chúng ta cứ để control ở đây thì nó không sao hết. Tại cái nhiệm vụ của mình là lát mình sẽ xử lý bằng cách mình sử dụng control này và nó đáng chính xác ngay tại chỗ này. Và chúng ta không cần phải muốn để đâu hết, tại vì nó cũng, nếu chúng ta spot bây giờ thì lát nồi nó cũng mất thôi. Ok, chúng ta đi thôi. Ok, và chúng ta lên chỗ này nhé. Nếu bạn nào bị phát hiện thì nó sẽ có hai trường hợp ngay chỗ này. Là bạn chạy ngay đây, nếu mà bị phát hiện thường là thằng này sẽ đứng bên phải, đúng rồi. Đó. Nếu mà các bạn không bị phát hiện á, khi lúc ban đầu bạn thả drone không bị phát hiện thường nó sẽ đứng bên này. Cho nên các bạn nào mà lỡ mà không, các bạn nào nếu mà hơi hên á, các bạn không bị phát hiện, các bạn chỉ cần nhìn sang bên tay trái là bạn thấy nó ngay, các bạn khỏi lo. Và ngay đây cũng có một thằng nhá, các bạn xuống từ từ thôi, thấy cái đầu nó một phát headshot. Bạn vô cái khúc này khá là khó và bạn cần cẩn thận. Thường là sẽ có hoàng bomber đi hướng này, nhưng mà các bạn muốn check các bạn phải đi hướng này, tại thường nó sẽ quay lưng nó phải đi đó. Nếu bạn thấy bên đây nó sẽ cột thằng, nếu chúng ta không thấy thường là nó sẽ đã đi tới đây. Nếu bạn đi cái đoạn này mà các bạn không thấy thằng nó đi trong hướng này là tức là nó đã đi tới hướng kia đó. Nếu bạn đang tới đây vẫn không thấy á thì tức là đang ở dưới này, các bạn nên cẩn thận, các bạn check thêm đây một lần nữa cho chắc. Nếu vẫn không thấy thì các bạn bắn qua ngay một cái đã, rồi thằng kia nó sẽ lên, nó sẽ an toàn hơn. Rồi mình sẽ giải thích tại sao, tại vì đợi thằng kia lên cái đã. Tại nếu các bạn nào mà đợi thằng này đi xuống á, đợi thằng này lên. Đó, nó sẽ an toàn hơn. Nếu các bạn nào thấy một thằng đứng ở đây hoặc nó đi ở đây á, các bạn đừng dại mà đi ra đây bắn sau lưng nó. Các bạn đi vòng một đường nữa thì thằng nó sẽ tự động nó quay trở lại ngay chỗ này. Nó đi xuống lại, đi xuống cầu thang lại và các bạn chỉ cần, các bạn đừng có lao hẳn ngay để nó hay để thấy ngay chỗ này nha. Tại nó sẽ thấy nó bắn vào bạn rất là rác và các bạn sẽ chết ngay đầu luôn. Cho nên đó, các bạn đợi nó đi xuống hết chỗ này và các bạn bắn một phát như hồi nãy mình đã bắn. Và các bạn sau khi nó lên lại các bạn bắn nó rất là dễ. Và tiếp theo á, là bây giờ mình sử dụng con troll nhỏ ở đây. Rồi spot thằng này ra. Spot thằng này nữa. Ok. Bắn nào cũng được hết á. Cho nên bắn nào trước cũng được. Các bạn nếu mà nghĩ là các bạn nên bắn này trước tại nó dễ. Thực chất là cũng không dễ lắm. Ôi, lâu lâu mình bắn hụt mới ghê chứ. Không sao, không sao. Nếu mà bạn không bắn hụt như mình á thì các bạn hãy qua đây bắn này chứ cả. Đó, rồi các bạn xem lại.
Thường nếu mà thằng này chết á thì cái thằng bên này nó đó còn thằng ở đây nữa. Nó sẽ chạy qua chỗ thằng này nó ngồi, hoặc là nó chạy qua bên đây luôn đó. Thường lúc đầu á mình được chơi là nó sẽ không có chạy qua bên này đâu, nhưng mà cái để các bạn để ý nó sẽ chạy qua bên đó luôn. Chuyện này là ngoài tầm kiểm soát rồi đó, nó sẽ chạy qua bên đây đó, không sao, nếu bóng hụt chả sao cả. Ok, và còn thằng cuối cùng các bạn xem lại một lần nữa. Thường á là nó sẽ chạy qua bên đây nó ngồi tiếp, hoặc là nó chạy thẳng qua bên này luôn, ví dụ vậy. Nếu các bạn bắn hụt hay là bắn theo thứ tự nào khác trước đó, và thường là bên này, nếu không nhầm là bên kia mới đúng chứ ta, nhầm đó, chết. Nếu các bạn cần, các bạn có thể nạp đạn ở khúc dưới, và sau đây các bạn dùng cái này là đặt chỗ nào nó để nút xanh được á đó. Cái vấn đề là cái nếu các bạn giết được ba đứa khi mà các bạn xuống cái chỗ này trước á thì nó sẽ dễ cho bạn hơn. Các bạn hãy bỏ bom đi đây, là nếu mà dính thì các bạn rất là may mắn, tại vì bạn đỡ phải xử lý tụi kia đó, một đứa. Và các bạn xuống chỗ này thường sẽ có thằng, các bạn cẩn thận. Thường á, nếu các bạn hạ quả bom thì các bạn không cần phải xem thằng bên đây nữa đó. Ồ, nhưng mà vẫn còn một thằng, nếu các bạn nên cẩn thận hơn tí đó. Nếu mà thấy xong các bạn nên nạp đạn, tại vì thường định nó sẽ không di chuyển nữa. Nhưng mà sau khi các bạn làm những cái gì mình chuẩn bị làm á, địch sẽ di chuyển rất là nhiều và xong tới chỗ bạn, cho nên cứ nạp đạn đi, không sao đâu đó. Rồi sau đây đó, các bạn đặt lấy nó lên, sau các bạn hạ nó xuống liền, và sẽ có những hàng địch nó xuống chỗ này, bao cao nhất là 4 hàng. Ok, và đợi thêm một thằng nữa. Đó, theo mình thấy là cao lắm là 7 thằng, nếu các bạn nào chịu khó ngồi đợi đó. Đó, nếu bạn vẫn không thấy nó lên nữa, nếu tại vì sau những con cột mốc là 4 thằng nó sẽ lên. Thằng thứ 5 nó sẽ rất là chậm như thế này, và thằng thứ 6, thứ 7 nữa. Đó, nếu bạn vẫn không thấy thằng thứ 6, thứ 7 đâu, các bạn chỉ cần cầm nhỏ này lên cái đã, rồi bỏ nó xuống liền, và hai thằng còn lại nó sẽ xuất hiện luôn. Chỉ điều là nó hơi lâu thôi, các bạn chỉ chịu khó ngồi đợi một tí đó. Nếu các bạn thấy nó vẫn không lên á, tức là hai thằng nó ngồi ở dưới. Ờ, nhưng mà thật chất thì nó lỡ cũng lên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thì theo cái đó có hai cách nữa, là các bạn có thể chạy lại đây trước khi mà các bạn bắn tụi nó. Các bạn có thể là chạy lại đây, thả một cái miếng dán ở đây nè đó, và các bạn phá vô đó và thả một quả grenade xuống chỗ này thì nó sẽ chết. Thì chết một thằng nào thì đỡ hơn thằng đó các bạn. Sau đó các bạn chỉ làm những cách mà mình vừa mới nói chỉ, thì cái số lượng của những thằng mà chạy lên đây nó sẽ ít hơn thôi, khá là dễ. Các bạn nhớ số đếm số thằng nha, tại vì nếu mà các bạn đếm không kỹ á, khi bạn chạy ra đây á, nó sẽ có những thằng nó chạy lên. Ok, và chúng ta sẽ đi xuống dưới này, và các bạn nên cẩn thận ngay chỗ này nhé. Mình sẽ nói tại sao. Đây có cái đường ra ngay đây, và sẽ có ba thằng đứng ngoài canh sẵn. Nếu bạn chạy đường đó các bạn sẽ chết chắc luôn, tại nó bắn rất là rác và các bạn không thể thấy nó đâu hết. Nên các bạn chạy qua chỗ bếp này, đáng lẽ nếu các bạn nhớ cái đường đi này nè, thì lúc ban đầu các bạn sử dụng drone á, các bạn có thể sử dụng drone để đi qua những cái hướng như này để có thể lên cái phòng hồi nãy, khá là dễ. Mình cũng thường sử dụng cho đó, nhưng mà tuy nhiên mình không thích cho lắm, mình muốn gì cho nhanh nhưng mà bị cái đợi hơi lâu thôi. Nếu cái kia bạn lên không kịp á, các bạn có thể là bạn lên không kịp, các bạn thấy mọi chuyện nó sẽ khó khăn hơn cho các bạn đi thâm nhập vô. Các bạn thả con tin ở đây đi cho nó an toàn. Và ngay chỗ này các bạn cần phải rất là cẩn thận, tại vì ngay đây có một thằng nó ngồi đó, đó bắn rất là rác. Và vô tình là không hiểu tại sao là thằng nó lại thấy mình ngay trước khi mình kịp ra. Và sẽ có hai thằng bên kia nữa, nhưng mấy các bạn chạy nhanh đó, nó sẽ thấy. Cho nên các bạn cứ từ từ và đi từ từ thôi, không cần thiết quá phải quá gấp. Tại vì nếu bạn lẻn ra được như thế này mà vẫn không bị tụi nó bắn á, thì có lẽ là bạn đã thành công, tại vì
bạn đã stay hết cỡ và tụi nó không phát hiện ra bạn. Ok, và mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn ra được tới đây. Đó, đằng sau cái xe này nó sẽ có thằng. Ok, chúng ta đã hoàn thành rồi nhé. Cái điều là mình mất máu nhiều quá. Ok, vậy ba hàng dưới đây cũng đã chết hết rồi. Tuy nhiên là một cái lần này mình hơi fail một tí, tại vì bắn còn giữ khá là ít máu. Vậy bây giờ các bạn hãy ung dung cầm con tin chạy ra và xong nhiệm vụ. La 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 la. Và nếu các bạn nào cẩn thận thì các bạn hãy giữ trên 50 máu, hay hơn mình nhiều. Nó sẽ hay hơn. Và nếu bạn nào chơi cẩn thận hơn, có thể bạn sẽ giết được hai thằng bằng cái kiểu này nếu theo hướng mình đã chỉ hồi nãy. Ok, hoàn thành nhiệm vụ. Mình sẽ quay tiếp phần 9, phần 10. Ok, mình sẽ làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Với lại với nhiệm vụ thứ 9 có tên là Improvised Defense. Thì cái nhiệm vụ này nó là một cái nhiệm vụ kiểu như tự vệ. Như cái nhiệm vụ trước đó mình có làm cái nhiệm vụ mình không nhớ nữa. Mình không nhớ nữa. Nhưng mà cái nhiệm vụ này khá là giống cái nhiệm vụ lần trước. Tuy nhiên thì nhiệm vụ này nó không dễ như nhiệm vụ trước nữa. Đòi hỏi các bạn phải chịu khó nhắm bắn nhiều hơn và các bạn phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên cái cách mà set đồ, set trap bẫy này nọ rất là dễ và nó dễ giết người hơn là so với nhiệm vụ trước. Và mình sẽ bắt đầu luôn rồi, mình sẽ giải thích sau khi mình vô. These soldiers think their training will keep them alive. They break down doors and come through windows, weapons drawn. But it's too late. They forgot the first rule of survival. A real hunter always watches where he steps. When doing intel work in the field, you need to know how to improvise. A hit squad has been sent after your source and has the building surrounded. As your ammunition and defenses are limited, you will need to manage your resources to protect your asset. Cap Can is our best operator for this kind of situation. His signature entry denial devices will help you neutralize enemies if they attempt to breach. Ok, và ngay chỗ này các bạn buộc phải làm nhanh nhất có thể. Nếu các bạn nào chậm một tí cũng không sao, nhưng mà các bạn nên lại đây một cái. Bên đây một cái nữa. Tại nếu các bạn nào không đặt cái reinforcer đây, cái bên cái tường bên bên tay phải mình đó, ngay ban đầu nó sẽ chạy vô đây và nó phá cái tường nó đầu tiên. Các bạn lấy một cái supply ngay đây cái đã. Ok, khá là dễ. Và các bạn chạy ra đây, khóa nốt cái tường này luôn, nó sẽ không phá được. Và nó chuyển sang nó đi cái đường cửa chính. Nó cửa chính sẽ đi cửa chính ở đây và các bạn đặt một cái bẫy booby trap. Nghe tên khá là bựa chứ. Booby. Và thằng này ngồi đây đó. Các bạn làm một cái như đây. Đợi mấy thằng kia xuống, đặt thêm một cái như đây nữa. Lát tụi kia nó sẽ nhảy từ trên đây xuống các bạn. Thạc thêm ba cái barricade nữa cho nó chắc ăn. Và các bạn chạy ra ngồi đây ngồi chờ tụi nó tới. Và sẽ có hai thằng chạy ra đây. Đây. Và một thằng đạp mày đi trước và hai thằng chạy ra đây tiếp. Đó. Nếu các bạn nào hên á, các bạn sẽ không bị hai thằng đó bắn trúng. Tuy nhiên mình thì cũng không được hên cho lắm, tại vì nó bắn khá là rõ ràng và nhiều lúc mình ngắm bắn nó chỉ trúng thằng đầu tiên thôi. Và có hai thằng, sẽ một thằng, hai thằng chạy tới đây nữa. Các bạn cẩn thận. Ok. Các bạn đặt đây thêm một phát nữa. Mà thường á là nó sẽ bỏ qua cái này, nhưng mà không sao, các bạn cứ đặt cho chắc ăn. Đặt thêm cái này nữa cũng được, tùy các bạn thôi. Nhưng mà theo mình á, các bạn nên đặt ngay đây một cái. Đó, sẽ có một thằng, nếu các bạn nào hơn á, các bạn nó sẽ thằng nó sẽ đi qua chỗ này. Và ngay chỗ này các bạn chỉ cần ngồi đợi cho nó tới. Các bạn chỉ cần kiên nhẫn một tí là xong. Khá là dễ. Tuy nhiên các bạn nên, nếu những thằng con sẽ có những thằng từ trên đây nó nhảy xuống đây và nó sẽ đi ra những chỗ này, và các bạn chỉ cần ngồi đợi ở đây nó đi ra chỗ này và các bạn bắn nó từ sau lưng, nó sẽ an toàn hơn. Và sau đó sẽ có hai thằng nhảy xuống nữa, hoặc nếu mà có một sẽ có thằng thứ ba, nhưng mà thường nó sẽ đặt cái booby trap mình vừa đặt ở đây.
Còn nếu không thì nó sẽ đi qua cái chỗ nghe con tin. Tuy nhiên nó sẽ không giết được con tin. Vấn đề là chỗ đó, các bạn chỉ cần cẩn thận một tí. Đây, nó chuẩn bị tới đây. Đó, một thằng chết. Và thằng kia đang đi xuống, đó, nó đang đi xuống rồi nè. Không sao cả. Và một thằng nữa. Ok, ngon lành. Và sau khi á, các bạn giết được mấy thằng kia, nó sẽ hai thằng bên đây. Đó. Ok, và chúng ta đã giết xong hết rồi nhé. Rồi các bạn đặt ngay đi, rất là dễ. Một cái cuối cùng. Và nó cũng như cái ban đầu thôi. Chúng ta đã đặt xong một cái bên đây, chúng ta không cần phải đặt nữa. Và như thường lệ là nó sẽ mấy hàng này nó sẽ đẩy từ trên đây xuống cái đã. Các bạn chỉ cần nhắm, đợi nó xuống. Không nên nhìn ra, nếu mà nhìn ra nó khi mà lúc nó đục tường nó thấy bạn, nó sẽ chuyển hướng, nó không xuống nữa. Cái đó là bừa đấy chứ. Nó đổi hướng, nó không muốn đi nữa. Các bạn đợi cho nó nổ cái đùng cái, nó nhảy xuống đây rồi hẳn bắn, nó sẽ thả khói xuống trước. Sau đó thì các bạn chỉ cần đơn thuần đợi hai cái này, nó giết hai hàng còn lại. Và nếu mà nó không giết hai hàng còn lại thì các bạn có thể chuyển sang bắn tụi nó ngay đây. Đó, tụi nó xuống rồi kìa. Đó, chết hết rồi. Còn hai thằng nữa. Nó thường nó sẽ đạp cái mìn này và chết trước luôn. Ồ, còn một thằng ở đây. Tiếc là nó không đạt trúng cái mìn của mình, thế mà bữa. Ok, ngon lành. Và đó là cách giải quyết cái nhiệm vụ này. Nếu các bạn nào may mắn hơn cây khúc bên kia, các bạn sẽ không bị mất máu nhiều như mình. Ok, và để xem lại. Khá lộ. Thằng bên cuối cũng là ngoại lệ, là lâu lâu mình nhiều chơi, lúc những lúc mình chơi á, nó không có mang cái khiên đó. Và có thể là nó chết vì cái booby trap luôn. Chết một lần hai thằng luôn. Nhưng mà tùy lúc thôi, nhiều lúc các bạn không hơi thì các bạn chỉ cần bắn nó thôi, rất là dễ. Và bây giờ mình quay trở lại với nhiệm vụ cuối cùng của Rainbow Six Siege. Và đây có thể nói là đây là cái nhiệm vụ khó nhất mà mình có thể thấy từ trước tới giờ. Thậm chí là nhiệm vụ của Normal thôi cũng đã khó, nó chỉ là Realistic. Cho nên Realistic cũng... GPS satellites, unmanned drones, fucking laser sights. The more crutches you have, the more it hurts when they're kicked out from under you. If there's one thing I know for sure, it's that a 6-inch blade never loses reception. The hostage is being held at a remote location overrun by hostiles. Many have been equipped with a bomb vest. They have planted clusters of nitro cells in choke points throughout the chalet. Thatcher's EMP grenades can disable electronic detonators, preventing a chain reaction of high explosives. Và mình quay trở lại với nhiệm vụ cuối cùng của Rainbow Six Siege. Và đây có thể nói là đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà mình từng chơi. Và để quay được cái realistic này, mình cũng phải quay đi quay lại đến lần thứ này. Lần này chính là khoảng lần thứ 9 đến 10 đó. Tại vì nó không dễ như các bạn nghĩ. Tại vì các bạn cần phải tập trung và các bạn nên... Từ từ để mình bắn hàng này đó. Nên cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Tới đây các bạn nên ngồi cái đã. Sẽ có thằng ngồi chạy ra đây. Các bạn đợi nó ra. Đó, và các bạn dí nó nhẹ nhàng như thế này, nó sẽ không phát hiện được bạn đâu. Nhưng mà tất nhiên các bạn tới đây, các bạn đừng có chạy một vèo ra, nó sẽ phát hiện được bạn, bắn các bạn rất là rác. Và tới chỗ này các bạn nên đi cẩn thận vào đây và đặt một quả bom nhẹ ở đây. Và ngay chỗ này các bạn cẩn thận một tí, nó sẽ có một thằng đứng ngồi bên đây. Thường nó sẽ nấp cái đầu xuống và sau đó các bạn chỉ cần bắn một phát là nó mở cái đầu lên. Tuy nhiên cái đó là khó. Và có một thằng bomber đây, các bạn chích quả bom trước khi mà thằng bomber nó kia chạy ra ngoài. Đó, khá là đẹp luôn. Nếu bạn nào bất cẩn thì sẽ khiến cho bạn mất máu chỗ đó và các bạn nằm xuống ngay đây, tại có một thằng trên đây nữa, các bạn cẩn thận nha. Đó, xong, cái khu này đã xong. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Quá đẹp trai.
Và các bạn chạy vào chỗ này nha. Và tới chỗ này các bạn cẩn thận một tí. Sẽ có thằng ở đây. Các bạn cho nó một cái shot là xong. Còn nếu mà các bạn, nếu mà nó lỡ nó nhìn ngay hướng các bạn mà chỉ cần nắp vô xong rồi các bạn đợi nó bất cẩn một ghế, các bạn bắn một cách thật là nhanh, kiểu như nhìn cái nó bắn 1-2-3 cái rồi cho nó bất ngờ, thì nó sẽ không thể nào đỡ kịp hơn. Và các bạn quay giờ là trong ban đầu, tuy nhiên trong ban đầu cũng đã xuất hiện thêm một thằng nữa lúc vào ban đầu các bạn chưa chạy ra, tuy nhiên lần này các bạn phải cẩn thận hơn. Tới đây các bạn nên ngồi xuống và các bạn kiểm tra. Thường cái thằng đó nó sẽ ngồi tút bên đây và ngồi những cái bóng đèn như này đây. Nếu mà các bạn thấy nó đi xuống này, nó sẽ đi qua chỗ bên này. Và các bạn nhẹ nhàng đi từ từ thôi, nếu các bạn chạy nó sẽ phát hiện ra các bạn. Nó sẽ ở chỗ này. Các bạn bắn một cái headshot, ok. Là xong. Là bên ngoài không còn ai nữa, các bạn chạy ra chỗ này. Các bạn phá cái chỗ này ra, ok. Tuy nhiên trong đây các bạn phải cẩn thận, lúc ban đầu nó cũng đã nói là nó có những quả bom nitrocell như phần 7. Các bạn chỉ cần đơn giản thả với một quả bom mà nó đã thiết kế với bạn ngay ban đầu, vô đây sẽ phá hủy tất cả các bom của bạn. Và ngay chỗ này sẽ có hai trường hợp nữa. Các bạn thả một cái con Winnie đây, con drone đây. Một là thằng này nó sẽ cầm khiên như thế này, hai là nó sẽ không có khiên. Tuy nhiên trong trường hợp này cầm khiên nó sẽ khiến cho cái gì bạn dễ chơi hơn. Các bạn dễ dàng spot được thằng này mà không bị thằng này phát hiện. Nhưng mong sao nếu các bạn không spot được thằng này cũng chả sao cả. Các bạn cho con này qua cho lại đây ra. Rồi các bạn bắn đục tường này. Chết, khá là dễ. Nói thật chứ cái nhiệm vụ này không phải gọi là hẳn là dễ, nhưng mà cũng chỉ dễ một số bước thôi. Còn như các bạn nói hẳn này thì sao, nếu như nó không đứng lên thì nó sẽ mãi mãi không đứng lên, cho nên các bạn cũng chả cần phải đợi nó làm cái gì, các bạn lại đây đi từ thôi. Nó lên đó, cái đầu của nó bắn khá là dễ dàng, không sao cả, nó sẽ không bắn bạn đâu. Thường là sẽ có thằng, nếu các bạn nào thấy thằng này nó không cầm khiên, không thằng này không cầm khiên nha, thì sẽ có một thằng ngồi trên đây cầm khiên. Đó là vấn đề các bạn nên cẩn thận quan tâm. Và thường là các bạn nào chạy lên cái hướng mình chuẩn bị đi á, các bạn nếu mà thằng này không cầm khiên á thì thằng kia sẽ cầm khiên. Mà chạy hướng hôm nay nó sẽ ngồi ở đó và nó không quan tâm những gì bạn làm cả, tại vì nó ngồi thủ sẵn ở đây và ngồi thủ đằng sau cái khiên đó. Các bạn chỉ cần cầm súng ra bắn làm sao qua cái khiên này là trúng nó thôi. Thì cái hoặc là các bạn có thể làm việc tương tự như mình nãy cũng đã làm cũng được, lại gần nó và bắn ngay đầu nó rất là dễ. Tuy nhiên không chạy hai bên chỗ này nha. Ok, để mình chạy một bom ra. Tại do trong trường hợp này á là thằng này cầm khiên, cho nên cái thằng tiếp theo nó sẽ không cầm khiên và nó đi ra chỗ này. Và nó phát hiện kiểu, ô, chuyện gì đang xảy ra, tại nó nghe tiếng nổ mà. Nó nghe tiếng nổ nó sẽ chạy ra đây. Sẽ nhanh thôi. Như đó thì các bạn chịu khó các bạn nhé. Headshot cho dễ. Nếu không nó bắn trả lại bạn thì các bạn sẽ dễ mau chết lắm. Tới ngay chỗ này thì ok, chỗ này thoáng rồi. Tuy nhiên ngay chỗ này có bom. Hay bom cái đã. Hay vô đây một cái nữa. Có điều mà mình không thấy không hay đó chính là đó là cái đinh. Đó là lý do tôi có thể các bạn giải quyết. Nhưng mà bom chưa có nổ. Còn hai quả nữa. Đó là lý do tại sao mình giết cái từ game này. Tại vì địch khi mà cái địch chạy lên á, thật sự bom không hề kích nổ. Và không biết là tại sao nó có thể làm điều đó. Ok, và bây giờ mình sẽ điều khiển cái con drone của mình ra. Đi cầu thang cái này. Và khi cái bọn kia chạy lên á, thường sẽ những cái này không kích nổ, tuy nhiên chỉ mình là kích nổ thôi. Cái đó là khá là khó chịu so với mình. Và ngay chỗ này các bạn buộc phải nhanh tay một tí thì các bạn sẽ spot được cả ba thằng trong đây luôn. Hello. Không sao cả, nếu các bạn không spot được cũng giá sao. Bắn được một thằng nè. Đó. Các bạn có thể nhiều lúc các bạn không được từ bên này. Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần chạy qua bắn thẳng xuyên qua chỗ này là ok, dính luôn. Không sao cả. Các bạn hãy một cái nữa, các bạn nên để dành một cái. Mình nghĩ là mình nên dự đoán cái chỗ thằng này đi. Thay vì mình bắn nó. Ok. Và thằng cuối thì nhiều lúc nó sẽ tự động nó chạy ra. Không sao cả, mình giải quyết được vấn đề này. Ồ, nó khá là khó. Nhiệm vụ này có thể là mình sẽ quay đi quay lại mấy lần đó.
Tại vì mình không muốn mất cái con troll cuối cùng, tại vì lát nữa chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ rất là cần nó. Ok bạn, chỗ này rất là quan trọng, các bạn nên nạp đạn lại và bắn cẩn thận hơn. Các bạn cầm con tên lên, các bạn thả xuống liền. Nó giống như phần mấy phần trước. Các bạn nhìn ngay cái cây này nè, ngay chỗ này sẽ có kẻ thù đi lên, có 4-5 thằng. Theo mình nhớ là 6 thằng. Lúc đầu khi mà lên cầu thang này sẽ có 4 thằng nhé. Các bạn cẩn thận nha. Ồ, bất cẩn quá. Và sau đó là sẽ có 2 thằng, trong đó bao gồm một thằng bomber đi hướng này. Nhưng mà các bạn buộc phải cầm cái thằng này lên cái đã, và thả nó xuống thêm một lần nữa. Ok, chỗ này khá là cân não, tại vì nếu mình dính thêm vài viên đạn nữa mình sẽ chết luôn. Rồi sẽ có một thằng đi ra ngay đây. Một thằng ngay đây. Đó, chính xác luôn. Rồi, bomber đã đai rồi. Và nó không kịp bắn mình luôn. Và chúng ta an toàn đó. Tuy nhiên, phần bên ngoài cũng là một phần rất là khó chịu. Và hơi cũng hên đó, là mình còn một. Còn mình còn một quả bom BMP nữa để mình thấy nốt luôn. Ok, các bạn phải chắc chắn là các bạn không còn bỏ bom EMP nữa. Tại nhiều lúc đó mình bị bỏ bom EMP giết rất khá là khó chịu. Các bạn đi đường vòng ra sau. Rồi, ok, và thường là mình lấy cái đường đi đây nè. Tuy nhiên trước khi đi các bạn cần phải cẩn thận, tại vì bên ngoài còn khoảng cỡ 6 đứa nữa. Các bạn thấy ra ngoài một con troll nhỏ nữa. Các bạn đi spot đó đi, tại vì các bạn nó sẽ cân não hơn. Thường là những thằng đó sẽ ngồi ngay hướng trước mặt đây. Đó, một thằng mình vừa nói luôn. Tuy nhiên là nó sẽ di chuyển. Những thằng này rất là khó cân não hơn những thằng thường. Tại vì lâu lâu nó đổi nổi hướng nó đi, và các bạn không biết nó tại sao nó không chịu dừng lại. Và các bạn sẽ mất cái chỗ mà các bạn đã spot. Mình không nghĩ là mình không nên đi hướng này. Sẽ một thằng ngay đây. Đó, các bạn thấy ra một thằng tốt đằng kia. Đó, buộc các bạn phải giết hết. Chứ khi các bạn ra nó sẽ an toàn hơn là các bạn xong ra như là đó, hiệu quả còn khoảng trên nữa. Xong, chúng ta đã có xong 4 thằng. Và mình sẽ để control ngay đây để đảm bảo rằng lát lỡ có chuyện gì thì mình còn. Ngay chỗ này cũng khó nhìn quá. Nó không cho mình một cái tầm nhìn tốt hơn. Rồi mình thấy cái đầu đây, các bạn thấy đây. Bắn một phát là trúng luôn. Tuy nhiên hai thằng này nó không có dễ chơi như các bạn nghĩ đâu. Cho nên các bạn tìm được xuống đây. Nếu các bạn bị phát hiện á, nó sẽ chuyển hướng, di chuyển xa hơn. Nếu các bạn tránh để bị phát hiện thì các bạn khá là hay rồi. Và nó đang mất dần cái spot. Mình nghĩ nó sẽ hay hơn khi mà mình spot lại tụi nó. Ok, và mình nghĩ là nó mất rồi. Để mình spot lại cho chắc. Đó. Nhiệm vụ này làm khá là lâu, buộc các bạn phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Không thể lờ đễnh tới khúc cuối, nhất là khúc cuối là nó khó hơn những khúc bên trong nhiều, rất nhiều rồi đằng khác. Đó, mấy em nữa bị dính. Rồi chúng ta sẽ ngó bằng bên đây cái đã. Ok, ngon lành cành đào.
Và còn một thằng cuối cùng trên đây, chúng ta có thể bóc lốp nó từ đằng sau như thế này, như chúng ta nãy giờ cũng đã. Tuy nhiên nhiều lúc sẽ xuống đây nè, đây nè. Ok, nếu các bạn thấy không thấy hơn trên đây nữa, tức là nó xuống đây rồi. Và bây giờ các bạn đã xong nhiệm vụ xong, các bạn chỉ cần chạy lại, cầm thằng kia lên và chạy vào chỗ này. Tuy nhiên như cũng đã nói ngay từ ban đầu rồi, mình không thể dám chắc là mình sẽ sống sót 100% máu ra đây, hoặc là 50 mấy máu, cho trên 50 mấy máu như thường là cái nhiệm vụ nó thường hay cho. Cho nên ok, không sao cả. Ok, và con tin đã an toàn, và các bạn chỉ cần chạy lên lấy ống xuống thôi. Rồi để tìm đường vô lại ra. Ok, và chúng ta an toàn mà đi nhé, không cần phải sợ sệt gì cả, tại vì nó cũng đã bị giết hết cả rồi. Nhiệm vụ này thì mình có lẽ là mình cũng phải quay, cũng phải đi 7-8 lần, 9-10 lần như mình ban đầu nói. Và lần này lần thứ bao nhiêu cũng vô tình là nếu lần này mình xong là mình xong luôn, cũng không như mấy lần trước nữa. Nó khó thôi. Rồi xong nhiệm vụ hoàn thành đấy các bạn. Tuy nhiên là mình còn khá là ít máu, giống như một vài nhiệm vụ. Ok, hoàn thành. Và mình xin kết thúc series Rainbow Six Siege tại đây. Và đây là cái game đầu tiên mà mình chơi thể loại realistic khá là nhiều. Tuy nhiên mình cũng đang cố gắng thử sức mình với một số tựa game khác. Và hiện tại là mình đang có quay Hitman phiên bản beta. Và game này sắp ra vào tháng 3 sắp tới. Tuy nhiên mình có trên tay tựa game này beta, do là mình có reorder bản intro, cho nên khi game ra mắt mình sẽ quay luôn cả intro cho các bạn coi trên PS4. Và nếu các bạn nào thích series này của mình, hãy cho mình biết trong comment bên dưới, và bấm like và subscribe channel của mình nhé. Nếu các bạn nào cảm ơn, các bạn hãy share cái này cho mình. One of our most notable institutions of learning is under siege. This is more than just an attack on our soil. This is an attack on our future. We know that all first responders have gone silent. We confirm numerous casualties due to the release of an unidentified biochemical weapon. Your newly assembled Rainbow Team faces a trial by fire against an unknown number of enemy combatants. You're to be inserted directly into the hot zone. We will have decontamination crews on standby. Your orders are to eliminate the threat and rescue any survivors you may find. This is why Rainbow was formed. This is what you all have trained for. Your time is now. No other team in the world that could have accomplished what you did today. But this victory comes with a cost. Our nation has been hit where we are most vulnerable. But we must remain vigilant in the face of this emerging threat, as the ultimate goal of our enemy is still unknown. Reactivating Team Rainbow was the right choice. The only choice in these uncertain times.
our work is just beginning. We will track down the people responsible for this attack. We will show them that we are not afraid. And we will stand ready to repel any threat they throw our way. Now that Rainbow is back.